Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu sản phẩm, dịch vụ mang giá trị ý nghĩa lớn cho doanh nghiệp khi tham gia cạnh tranh trên thị trường. Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp về vấn đề xây dựng thương hiệu. Việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, đặc biệt phát triển thương hiệu gắn với yếu tố xanh mang tính bền vững, góp phần nâng cao năng lực, hình ảnh của doanh nghiệp theo định hướng mà quốc gia hướng tới. Cục Xúc tiến Thương mại cho biết chương trình Thương hiệu Quốc gia, một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của chính phủ, thì giai đoạn này việc phát triển thương hiệu gắn với yếu tố xanh, bảo vệ sức khỏe và môi trường mang tính bền vững đang được tập trung đẩy mạnh. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Neogem Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức chú trọng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển thương hiệu gắn với chiến lược tăng trưởng xanh. Bằng chứng là các thương hiệu cam kết sản phẩm xanh và sạch thời gian gần đây có mức tăng trưởng bình quân khoảng 4% một năm. Nhiều ngành hàng của Việt Nam như là thực phẩm, nước giải khát, dược phẩm, v.v. mức tăng trưởng gắn với yếu tố bảo vệ sức khỏe và môi trường cao hơn so với toàn thị trường từ 2,5 đến 11,4%. Trong một cái nghiên cứu năm 2017 của chúng tôi về các thương hiệu, 1.000 thương hiệu nổi tiếng ở tại châu Á, thì ở Việt Nam chúng ta cũng có đến 11 thương hiệu đã lọt vào cái top 1.000 này. Cũng như là một số những cái thương hiệu của Việt Nam, những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, thương hiệu xanh, cam kết phát triển bền vững, hay là những cái chương trình, những cái campaign của họ cũng đã được nhiều người biết tới trên thế giới. Điều đó nó thể hiện rằng là người tiêu dùng đã biết đến nhiều hơn, người tiêu dùng ở trong nước, người tiêu dùng ở trong khu vực đã biết nhiều hơn tới những cái thương hiệu của Việt Nam. Chia sẻ kinh nghiệm, đại diện công ty cổ phần Chafaco cho biết, ban đầu thì doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên cho sản xuất, sau đó thì tự xây dựng vùng dược liệu sạch để đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Sau 5 năm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp đã có bước tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu tăng 18%, lợi nhuận tăng 20%. Hiện, Chafaco đang sở hữu nhiều dòng sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Với vai trò là một thương hiệu quốc gia, chúng tôi luôn luôn khai thác và đeo đuổi các cái giá trị của thương hiệu quốc gia. Đó là không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển cái năng lực tiên phong của doanh nghiệp. Thì trong rất nhiều các cái năm qua thì cái công tác xây dựng thương hiệu của Chafaco chúng tôi luôn luôn thực hiện thông qua cái vai trò của một cái thương hiệu dẫn đầu, đó là tiên phong trong các hoạt động như là phát triển các cái vùng dược liệu sạch, hoặc là tiên phong phát triển xây dựng cái hệ thống quản trị kênh phân phối theo phương pháp hiện đại, sử dụng các cái công nghệ tiên tiến hiện đại trong việc tạo ra cái cách thức để đưa thuốc đến tay người dân được tốt nhất. Còn đại diện doanh nghiệp này thì cho biết, với các quan điểm, mục tiêu trong chủ đề chiến lược thương hiệu gắn với tăng trưởng xanh, ngoài những giải pháp tuyên truyền thương hiệu quảng bá truyền thống, công ty cũng tích cực xây dựng nguồn nguyên liệu sạch theo đúng quy trình đã đặt ra. Mà cái việc phát triển thương hiệu bằng các cái phương thức khác nhau là một cực kỳ quan trọng, và gần đây thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang làm đã nhận thức được những cái điều này và làm rất nhiều cái công việc truyền thông để đưa cái thương hiệu của mình. Tất nhiên là cái sản phẩm của anh phải tốt, chất lượng của anh phải tốt, và doanh nghiệp phải tạo ra cái sản phẩm chất lượng trên cái cơ sở làm sao để bảo vệ môi trường xanh, môi trường sạch. Tuy nhiên thì theo nghiên cứu của các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam hiện đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và vẫn còn có đến 80% doanh nghiệp đầu tư chưa đến 5% doanh số cho việc phát triển thương hiệu. Do đó thì sản phẩm Việt dù có chất lượng cao nhưng vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở cả thị trường trong và ngoài nước. Hầu hết ý kiến người tiêu dùng khi được khảo sát thì cho rằng nguồn gốc nhãn hiệu, đặc biệt là sản phẩm xanh, bảo vệ sức khỏe cũng quan trọng khi lựa chọn mua sắm. Do đó, doanh nghiệp cần phải xem khuynh hướng người tiêu dùng với các nhóm khách hàng cụ thể, quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển dài hạn. Quá nhiều người nói về vấn đề xanh, trong khi là cái tiêu chuẩn thế nào là xanh, tiêu chuẩn thế nào là thực sự chất lượng thì nó lại không rõ ràng. Thế thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi cho rằng là các bạn nếu mà muốn làm một cái thương hiệu xanh thì thứ nhất phải rất kiên định về định hướng của mình, và thứ hai là phải chọn cho mình một cái tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn đó nó được công bố một cách rõ ràng, rành mạch. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp theo định hướng đến năm 2020, chương trình Thương hiệu Quốc gia sẽ tập trung phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn và thông tin, tăng cường quảng bá thương hiệu quốc gia gắn với sản phẩm công nghệ xanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao vị thế của sản phẩm mang thương hiệu Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.
Thank you.